Micro cho anh em làm TikTok thì phải hay, nhỏ, gọn và dễ sử dụng. Bền nữa. Vậy với cái chiếc DJI Mic 8 của Khoai này, nó có cái gì hot mà hút các TikToker đến vậy? 1. Micro màn hình cảm ứng, siêu tiện lợi, dùng như điện thoại và chạy như điện thoại, không đơ, không lắc gì hết trơn. 2. Là nó có hai đầu micro nè, kim luôn máy ghi âm, đồng nghĩa với việc là bạn không cần phải lo lắng về sóng sánh. Chỉ cần bấm ghi âm mọi lúc mọi nơi, sụt của bạn sẽ được đảm bảo an toàn với hai nguồn, một là gốc và một backup. Quá an toàn luôn. Thứ ba là pin rất là khỏe. Mình dùng mỗi ngày khoảng 20 phút để quay một cái video TikTok và mất khoảng 1 tháng thì mình mới phải sạc lại cái hộp sạc này một lần. 4. Muốn tăng chất lượng âm thanh lên thì chỉ cần kết nối với một cái micro xịn sò nào đó và không cần dây nhỡ lòng thông. Xem như đây là một cái bộ kết nối không dây luôn. Quá là xịn. Alo 1, 2, 3, 4. Ok. Thứ năm, có thể cài áo dính vào bất kỳ đâu nhờ vào cái cục 500 siêu mạnh này. Nhược điểm duy nhất khiến em nó khó tiếp cận với đại đa số đó là giá 8 củ khoai của mình. Đối với bản thân mình thì phải nhịn đến 8 tháng mỗi tháng dành dụm một củ khoai thì mới đủ tiền để mua được em nó. Nhưng mà nó xứng đáng, vì em xứng đáng. DJI nổi tiếng với những dòng flycam rất là bền, cho nên mình cũng yên tâm về khả năng sử dụng lâu dài của chiếc micro này. Còn anh em thì nghĩ như thế nào? Bình luận nha.